bà ngoại của em Pha ra thắp hương. Lấy mạng luôn luôn đi. Trời ơi. Trời ơi, được không mất. Sống còn nổ đi đây trời ơi. Không lấy mạng luôn để cho nó sống đi. Trời ơi. Mới còn trẻ quá trời phải không ơi. Bắt đi. Trời ơi trời. Lỡ sắp bị cào luôn tao. Lấy cái nhánh cây ba dây nè, nó có cái nạn nó đi dính kẹt á. Cái đầu mình mới kéo sâu lên. Lần này mình kéo, đụng lâu rồi. Cái chỗ nãy luôn hả? Lúc đầu thì nó nằm dưới này rồi. Ừ. Dạ. Này rồi cái nó vụt lên chảnh, bắt đầu nó mới nằm chảnh. Nằm chảnh hả? Ờ, mới quần trên chảnh dính qua cái lúc bằng không. Ấu đẩm đó, ngày mai bắt đầu nó mới mềm thịt là bắt đầu nó mới đi nhẹ nhẹ. Cái này nó còn đang bị chậm ấy chứ. Ờ, còn chậm chứ. Ờ, hồi sáng nếu mà... Thì bây giờ tăng đại diện đi, đây tăng rồi nói sao đây. Tối mới hay là ghe mất tăng đại diện đi, tăng tới sáng rồi, tăng sao đó. Nước đâu có lên đập ghe, nó gồng quay, nó cứng nhắc luôn rồi. Cái chân sáng ra thì dòng thấy nó ngon, mình chết rồi. Người ta đợi cho đánh đó. Ở đây là mình biết nó rồi, biết cái điểm rồi là tàu dứt khoát là phải dính nó. Rồi, chị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Hương gửi cho ông nha. Dạ, dạ. Hồi nãy quên bấm máy. À, ông cố gắng lên nha ông. Thương ông quá cả nhà. Thương ông quá. Cảm ơn chị Quỳnh Hương rất là nhiều ha. Ông thì đang rất là xúc động á. Ông vô đây ông ngồi nè, thấy tội nghiệp lắm cả nhà. Cũng cảm ơn chị đã gửi cái số tiền này đến cho gia đình của ông bà. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. 500 ngàn ha. Thì gửi cho ông ở đây. Ông cũng rất là lo luôn. Nghe nói đâu là hồi nãy là... Nó gặp cái gì không? Không có chứ không có đâu. Cái gặp cái gì mà dính hả? Dính rồi. Kè bà ga nè cả nhà. Bà đòi ga hả chị? Bà đòi ga ngoài này hả? Đang lớp giang nha, kêu dạ. Để người này kêu quà không lên. Dạ. Hỏi lại kêu lên đi. Dạ. Hỏi lại rồi ngoài kêu lên đi. Trời ơi. Dạ. Cả nhà nhìn nè cả nhà. Gán đi. Gán lên bà ơi. Đi bà ơi nè. Cả nhà. Bà ngoại của em Pha ra thắp hương. Ra thắp hương cho con. Kêu Pha lên đó cả nhà. Kêu lên đi để hoài kêu lên. Lên đi Pha ơi. Đau lòng cả nhà. Đến đi rồi. Bây giờ là đưa. Cái chị đưa bà ra thắp hương cả nhà. Ôi dạ đúng rồi. Những cái nói là dính được và vụt rồi. Dạ. Dạ. Đau lòng cả nhà. Bà xỉu luôn rồi. Con lại theo mấy bà chỗ đây. Giờ chúng con đi. Xuống đi cô. Mấy thầy cho bà lên bà ngoại đi con ơi. Ở cái lạnh lèo đó. Bà ngoại đó cả nhà. Đau lòng. Nhà bà cách đây cũng 500 mét. Trời ơi, con gái nó sao nó chống nổi đây. Em mất người cháu. Nghe cào vô rồi. Dính rồi cả nhà ơi. Mình cơ quan chức năng thì cũng tìm gặp rồi. Mô Di Đà Phật. Vung tay luôn hả nhà. Dính rồi hả bà? Ờ. À. Tao
nó giết bà thử. Nó giờ mà bà không cho lên chữa. Nó lại đây nó bỏ gà. Giấy quá trời luôn hả bà? Bây giờ bà Thủy ơi, ông bà nó chịu cả đống thôi bà không cảm cho xin cái xác thằng chết lên. Có học. Trời vợ lên đây cũng mừng ha. Dẹp ra đi, dẹp ra đi. Cút lên đi. Nam mô A Di Đà Phật. Vô trong lưới luôn. Thích qua cho mấy mai. Thích qua cho ông ngoại. Đó. Đó. Ông ngoại đó. Chuyện đồ xuống đây, chuyện đồ xuống dưới giùm đi. Quay lại còn ở trong cào á, ông mới nói lên nè, lên trong cào trong lưới hay gì, trong lưới á trong cào á. Chú Bảy được có không? Chú Bảy được có không? Hả? À? Kêu chú Bảy là ai thì chạy về nhà nó có đồ bận cho nó. Ờ, lấy quần áo. Lấy quần áo rồi bận cho nó. Lấy quần áo luôn đi. Áo này không áo đâu. Áo kia đây. Chạy về nhà. Ai lại vừa đặng thấy chưa? Lấy quần áo cho nó đi. Chưa, nó còn cho. Để lẻ đi. Còn dưới cậu. Như còn ở trong lưới rồi. Còn ở trong cào á. Chiếc mày chạy ra chỗ con Hương lấy giùm 5 lít rượu đi. Đỡ nữa tát cho tiền cho. Xe tao đậu đâu đó, có chiếc xe buýt đậu á. Có ai đi giùm đi giùm đi. Chiếc xe buýt là cái có lủng lỗ á xe tao á. Lấy giùm 5 lít rượu ngoài con Hương đi. Nào. Có ở nhà về mới nói về lấy đồ giùm mày. Có chú Bảy không đi gì rồi.
rồi, chị không có gì. Đi nào lên rồi. Nó vượt hai lần đó. Vượt hai lần tới lần thứ ba mới dính. Ông Hóa Xanh là ông ngoại. Bà ngoại thì không thể ra đây được. Bà ngoại ra đây thì sẽ ngắt được ngắt xuống, không thể ra đây. Bà chuẩn bị. Bà lấy bộ đồ mới đó chưa? Em coi đây coi. Áo sọc cargo đen là người cha của em Pha nè. Không khí rất là buồn. Quá mẹ Pha ơi. Bước quá đau lòng tỉnh này. Ông lấy mạng tôi để cho nó sống đi. Trời ơi, nó còn trẻ quá trời mấy ông ơi, bắt đi. Trời ơi, đem rượu xuống. Đem rượu, đem đồ xuống. Còn ở trong cái túi lưới coi nè. Rồi được rồi. Đem rượu xuống tắm.
Em đâu bây không? Đứng vòng vòng ở đây nha bây. Hãy cầu nguyện, cho em Pha 18 tuổi mày mất. Cái chỗ nãy luôn hả? Lúc đầu thì nó nằm dưới này rồi. Ừ. Dạ. Này rồi cái ruột lên chảnh, bắt đầu nó mới nằm chảnh. Nằm chảnh hả? Mới quần trên chảnh dính qua cái lúc bằng không. Qua chỗ nãy luôn. Chết luôn rồi. Ruột hai lần thấy con sáu. Không bảo đảm đó, ngày mai bắt đầu nó mới mềm thịt là bắt đầu nó mới đi nhẹ nhẹ. Cái này nó còn đang bị chậm ở dưới. Còn chậm ở dưới. Ngay đó nó ngay đó, cái miếng xanh xanh đó. Cào cái đầu, cái mắc kẹt cái đầu cầu. Miếng xanh đó hả? Cào dính đó hả? Chỗ đó ngay cái đầu cầu. Thì ra ngoài đó chừng có 3 thước nó có cái đầu cầu ngoài đó đó. Nó nằm đó hả? Hồi sáng nếu mà... Bây giờ tăng đại diện đi, tăng nó sao đây? Tối tối mới hay là ghe mắc kẹt. Tăng đại diện đi, tăng sáng rồi, tăng sao đó? Nước đâu có lên đập ghe. Nó gồng hoài, nó cứng nhắc luôn rồi. Cái chân sáng ra thì dòng thấy nó mong mình chết. Người ta đợi... Người ta ở đây là mình biết nó rồi, biết cái điểm rồi là cào dứt phát là phải dính nó. Đâu có chạy đâu khỏi. Người ta nằm như cục đất, tôi đi làm mấy lần rồi. Dập cái gì trước chú? Thì nó lại tới đó là nó nằm xuống rồi đó. Trôi xuống giống. Ủa sao mà nãy cục đất cái lưới này nó có cái bọc mà sao mà vuột được ta? Đâu. Nãy dính ở ngoài cái gì? Không dính chắc cái giò cái tay nó chui vô trong đó. Bị nó có cái cây cản trước rồi. Rồi bắt đầu tôi mới lấy cái cây bắt đầu nó vuột ra ngoài. Hết hồn ở dưới đó rồi, nó thấy nó chặn đầu cái quần nó còn, bây giờ nó còn cái quần xì không à. Mất tiêu cái quần luôn á. Vuột cái quần kia ra luôn. Quá sức. Nha. Sáu sáu ngàn cái cầu của ông Út ra rồi cầu sáu. Sáu sáu ngàn cầu Út. Cầu này đâu. Quá đen rồi. Cái này đi nhé. Cái này đi nhé. Đúng rồi, chắc nha. Đã tìm gặp rồi bây giờ. Đây khẩu trang hả? Mình bạch trong đất luôn đi. Ở trong đất kìa. Nè chứ, xuống đây chứ. Cái đầu này. Đâu có lại. Nè chứ. Đâu có lại đâu. Để có đụng con bệnh. Để được. Đưa cho cái gì. Bạn dây hơi dài chút trôi xuống chút cũng có sao rồi. Giờ giao thông lại quá trời luôn.